Kết phiên ngày 17 tháng 3, thanh khoản 21.390 tỷ, tăng 2,01 điểm lên 1.461 điểm. VN30 giảm 2,77 điểm xuống 1.469 điểm thôi. Khối ngoại quay trở lại mua dòng hơn 136 tỷ. Tập trung mua rất là nhiều CTG, BNG, GMD, Nam Long, VNM, DBM, VCG, VRE. Họ bán ra rất nhiều liên việt, HBG, VIX, VND, GAT, NVL. Ok, thị trường thế giới. Ừ, thị trường thế giới thì đang phân hóa rất là mạnh. Uh, NASDAQ đang giảm 0,26%, S&P 500 giảm 0,17%, Nikkei tăng 3,46%, S&P 2 tăng 1,14%, Hàn Seng tăng 6,48%, Cổ tăng 1,33%. Thị trường uh, châu Âu đang phân hóa. Ok, đi sâu vào phân tích căng mã để xem thị trường của mình xấu tốt ra sao và mọi người nhấn like nhé, like cho vui. Ok, hôm nay ngày đáo hạn phái sinh mà, đáo hạn phái sinh thì những cái vấn đề mà chỉ số thì nó sẽ biến động rất là mạnh ngày hôm nay. Đầu phiên tăng tốt, oh, cuối phiên rồi tăng từ đầu phiên đến cuối phiên là VN30 cuối phiên giảm 2,77 điểm à. Ok ừ, Khối ngoại của quay trở lại mua dòng là một những cái tín hiệu tích cực à, Mẫu hình của thị trường thì vẫn chưa phải là mẫu hình đao uh, chen đó chưa phải mẫu hình đao chen mặc dù các bạn liên tưởng đến mẫu hình vai đầu vai thì những cái hy tôi hy vọng à, tôi hy vọng nó sẽ sideways tích lũy cứ đi ngang thôi đi ngang kể cả nó về test lại những cái vùng Uh, vùng 1437 cũng được nó test lại một nhịp nữa cũng được tạo mẫu hình hai đáy đi đấy nó vẫn ổn mẫu hình vẫn là mẫu hình VCB đáy sau cao đáy trước mọi người nhé vẫn là mẫu hình VCB đáy sau cao đáy trước uh, sợ nhất là nó thùng mất vùng một bốn thôi đấy thì lúc đấy nó sẽ phá với cái mẫu hình áp chèn của thị trường chung thì rất là dở ok um, phân tích um, dòng dầu trước mọi người nhé dòng dầu rất là nhiều nhà đầu tư quan tâm và rất là nhiều bạn ở trong nhóm cũng hỏi này người dòng dầu khí đang đánh yếu quá thì đúng cũng công nhận là yếu thật, à, công nhận là yếu thật cũng rất là đáng tiếc đấy. Còn BVS này có những lúc mà thời điểm lãi đến 43% rồi nhưng mà không chốt lời à, rất là tiếc. Những cái cổ phiếu mà thanh khoản đến vài trăm tỷ thì tầm tầm 40% phần trăm trở lên là chốt lời được. Khi tôi còn nhắn với các bạn trong nhóm, ấy đúng không? Khi mà BVC hay là BVS lời đến BVC lời đến hơn hai phần trăm, còn BVS lời hơn 40% phần trăm thì cũng nhắn với mọi người. Thì bây giờ tầm cái tăng tầm hơn hai 20 là các bạn hoàn toàn có thể chốt lời được rồi. còn xét về yếu tố chung và dài hạn thì các bạn có những cái kịch bản mà các bạn xem video nhé. các bạn xem video con BVS thì tôi có phân tích hàng ngày. À, hôm qua tôi không tôi tôi không có lên video nhưng mà mỗi khi mà tôi lên video là tôi sẽ phân tích những cái kịch bản chung và dài hạn cho mọi người. À, ví dụ như con BVC chẳng hạn đó, tôi có phân tích rất là rõ con BVC về cái kịch bản của con BVC nào thì các bạn đánh ngắn hạn, các bạn đánh trung hạn hoặc các bạn đánh dài hạn nó như thế nào đúng không? Các bạn xem video ngày 15 tháng 3 nhé Thì phân tích ngày 15 tháng 3 tôi có phân tích với mọi người là con BVC chỉ cần ngày, 16 tháng 3 tăng hồi lên vùng 31 32 là các bạn có thể tranh thủ các bạn bán đi đúng không? Các bạn xem xem lại video ngày 15 tháng 3 nhé phân tích uh, kịch bản của dòng dầu uh, cho chung và dài hạn hoặc là ngắn. Đó, các bạn tranh thủ các bạn bán đi nó tạo mô hình hai đỉnh các bạn tranh thủ các bạn bán còn BVS thì nó còn không tạo mô hình hai đỉnh nó lại tích lũy nó đánh theo kiểu như này đánh tích lũy thì cái kịch bản xấu nhất của con BBS này thì có thể nó sẽ về lại vùng 32 các kịch bản xấu nhất thì có thể vừa về vùng 32 còn kịch đẹp kịch bản đẹp hơn thì ngày mai nó sẽ tăng tầng trên 3 phần trăm thì tôi nghĩ nó sẽ về như, test lại những vùng đỉnh cũ lúc đấy nó mới tạo đỉnh hai còn kịch bản xấu nhất thì nó phải test về vùng 32 thì nó đấy khá là yếu test về vùng 32 nghĩa là test về vùng hỗ trợ cũ của nó Uh, vùng đỉnh quốc của nó test về vùng 32 a hai thì nó sẽ tích lũy một thời gian rồi bắt đầu mới cái nhịp đó mới là nhịp đánh lên thì các bạn có thể liên tưởng đến con tch mọi người nhé liên tưởng đến con tch đấy là kịch bản cho các bạn đầu tư chung và dài hạn đấy tch này cũng thể hiện là cũng cổ phiếu đánh yếu đúng không? cổ phiếu đánh yếu rơi xuống rồi thì tạo ít nhiều là cũng tạo mô hình hai đỉnh xong vẫn cũng rơi nhưng con bvs là có chưa tạo mô hình hai đỉnh nhưng mà hoàn toàn con bvs có thể nó, nó đánh xuống vùng ba mươi hai hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp như vậy đấy. Xét về yếu tố giá dầu thì đang rất là tốt mọi người nhé Bây giờ dầu Brent bây giờ tăng đến 103 đô rồi còn gì nhá. Sáng nay còn lom do quanh quanh vùng tại 98, 99 mà bây giờ đã tăng lên 103 đô rồi Thì nhiều khả năng có thể là ngày mai dòng dầu khí nó sẽ hồi phục đấy nhá Tôi nghĩ ngày mai nếu mà hồi phục thì tôi hy vọng là con BVS nó sẽ tăng tầm trên 3% nhá Tầm trên 3% thì sẽ là ổn Thì có thể là sẽ về test về, test vùng đỉnh 2 Còn nếu mà không tăng được tầm chỉ tăng tầm 2% thì tôi nghĩ đánh giá là yếu nhá khối lượng thì đang những cái phiên này khối lượng rất là thấp hôm nay khối ngoại đang bán dòng quay trở lại ATC lại mua dòng đấy à, mua mua vào lại đúng không nhiều bạn sẽ nói là khối ngoại có đang thoát dòng dầu khí ấm ẩm rồi không hiểu các bạn lấy thông tin đâu ra các bạn có thể lên file an các bạn lọc lọc ra ví dụ các bạn ấn vào cái chỗ 3 tháng nhé các bạn ấn vào hnx thì các bạn xem khối ngoại trong vào ba tháng trở lại đây họ mua đây là trừ cả những cái phiên mà mà nó bán dòng đi rồi nhá nó vẫn dư mua hơn 7 triệu cổ phiếu top 1 của sàn HNX nó mua dòng BBS hơn 7 triệu cổ phiếu. Thứ hai DL1 BVI BV, BV -E. ừ, những cái phiên vừa rồi sàn à, sàn upcom nó còn mua BSR ầm ầm khối ngoại gom dòng dầu khí ấy, nhá. Bán dòng của sàn HNX thì nó bán dòng sale hơn 27 triệu Cái giai đoạn nó vùng đỉnh quanh quay vùng 100 ấy, nó bán khối ngoại. Khối ngoại vẫn đang gom, gom dầu và vẫn chưa thoát ra nhiều đâu, mọi người nhìn thấy mấy phiên gần đây nó thoát ra một vài trăm Uh, nghìn các bạn cứ nghĩ là nó thoát nó mua dòng rất là nhiều mọi người đấy, hôm nay đổ, đầu phiên nó cũng bán dòng hơn trăm đấy. hôm về cuối phiên các bạn xem MTC nó cũng mua lại trăm nghìn đó. đấy, bps đấy, kịch bản của dòng dầu khí chung và dài hạn mọi người nhé đấy. đấy nhiều bạn cứ thắc mắc là vấn đề mà dòng dầu khí khối ngoại bán nó chưa bán ăn bao nhiêu đâu mọi người chưa bán bao nhiêu đâu nó gom nhiều mà những cái vùng này gần như là vùng giá vốn của nó gom ngày trước rồi các bạn thì phải để ý những cái phiên mà tăng trần đó những phiên tăng trần và những cái phiên tăng mạnh này nó gom rất là mạnh nó gom rất là mạnh còn BVS ok BBC BBS kịch bản như vậy nhá thì hy vọng là ngày mai có BVS tăng tầm 3 phần trăm trên 3 phần trăm thì đẹp còn nếu mà không tăng được 3 phần trăm thì có thể là ông tăng được một phiên 2 phần trăm rồi ông lại về test lại vùng hợp 32 như vậy thì thể hiện là cổ phiếu yếu thì nó phải rung rũ lâu đúng không xét về yếu tố chung và dài hạn thì các bạn cứ cầm thoải mái thì bây giờ nó có những cái yếu tố nhiều là dòng thị trường trung quốc nó bây giờ đang giãn cách nó đang giãn cách thì thì có thể là khoảng tầm một, một tuần nữa thì mới là vào cái trận của dòng dầu nhưng cái bao giờ ông trung quốc ông mở cửa ra chẳng hạn ấy, ông hết giãn cách thì bắt đầu là phương tiện đi lại các thứ đấy. Ừ, ổn định thì lúc đó giá dầu lại lên đúng không? có những cái vấn đề mà bất ổn của nga với ukraine thì nó rất là lâu nhá nó rất là lâu đấy chứ không phải là một sớm một chiều đâu mà đã, mỹ đã cấm vận rồi đó, mỹ đã cấm vận rồi thì không có thể là mà trong khoảng tầm Uh, nửa năm mà nó bắt đầu là hủy cấm vận được uh, không có không có chuyện đấy đâu mọi người một khi nó đã muốn trừng phạt nga bây giờ nó có cớ uh, uh, lý do đó mục đích nó cấm sẽ có khoảng tầm một năm trở lên thì lúc đấy giá dầu thì có thậm chí có những chuyên gia đó nó, 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 người ta phân tích là giá dầu bây giờ ảnh hưởng bởi vấn đề gọi là trung quốc người ta uh, vẫn là zero covid ấy. Uh, thì, thì người ta vẫn phong tỏa nhưng mà rồi lại mở cửa khi nó mở cửa lúc đấy thì giá dầu lên nhiều người còn dự đoán 150, 200, tôi chả hy vọng đến lúc nó tăng như vậy. Tôi hy vọng nó quanh quay vùng 100 hoặc là vùng 90 cũng được. 90 là về xét về yếu tố báo cáo tài chính của dòng dầu đã rất là tốt rồi. Đó, BR nó có một cái game báo cáo tài chính nữa mọi người. kể cả giảm sâu thì nó cũng hồi nhanh thôi. Còn BR này thì khá là yếu. phải thành thật đó, mọi người, con BR yếu quá. Nó giảm về vùng dưới này thì vùng trên này sẽ là vùng kháng cự rất là mạnh BR. Nên để mà tăng lên thì mỗi, xét về yếu tố mà chung và dài hạn thì nó vẫn ổn. mẫu hình vẫn là VCB nhưng mà con này đang thể hiện là một trong những cổ phiếu yếu nhất của dòng dầu đúng OI thì OI thì tôi đánh giá bình thường Vẫn là mẫu hình với CB Nhưng mà OI với BR cũng hào hào nhau Nhưng mà xét về yếu tố dòng tiền thì OI còn đẹp hơn BR ừ, Ông BR thì dòng tiền ông ông khoái quá ừ, Dòng tiền của ông thì đánh hơi hơi Có những phiên ví dụ phiên ngày Ngày 14 tháng 3 là khối lượng thoát giả khá là nhiều tiền xét về chung và dài hạn thì vẫn ổn mọi người nhé Chung và dài hạn vẫn ổn Nhưng mà nhiều khả năng là có khi nếu mà khỏe thì lại có khi lại BVS và BVC khỏe. À, BVS thì vọng ngày mai khả năng trên trăm thì nó vẫn là cổ phiếu khỏe. BVC, BVC ngày hôm trước mà các bạn bán quanh quanh vùng 31, 32 thì ngày mai có khi là các bạn lại có có gì mua lại đúng không? Nhưng hôm nay thì ông nào mà bắt đáy ngày 14 tháng 3 là người ta cũng cho các bạn chốt lời đúng không? Nhưng hôm nay có những lúc mà các bạn cũng phải chốt được đến bảy tám đấy đúng không sáu bảy phần trăm ít có những lúc nó hồi lên được giá hai mươi năm tám các bạn các bạn bắt sàn là hai đúng không hai sáu và đầu phiên của nó là hai năm thì các bạn cũng được khá khá nếu mà các bạn các bạn chỗ non đúng không nếu mà bạn chỗ non ấy, ngày mai hàng về của phiên bắt đáy ngày 15 tháng 3 này tỷ lệ win của các bạn sẽ cũng rất là cao đúng không tỷ lệ win của các bạn cũng rất là cao đấy, chứ ngày mai là giảm sàn rồi mình. nhưng mà tôi nghĩ trường hợp là giảm sàn thì cũng hơi khó làm sàn thôi cuối phiên nó kéo lên giá dầu đang tốt như này nữa nó không? giá dầu đang trăm vượt trăm linh ba rồi đấy, thì nhiều khả năng ngày mai có thể là dòng dầu sẽ là nhiều hồi phục nếu mà không nhiều hồi phục thì đánh đánh, đánh kiểu vậy thì lại hơi yếu đúng không? hơi yếu nếu mà đánh BVC mà thể hiện đúng một cổ phiếu khỏe mà mang tính chất siêu cổ thì nó phải tích lũy nhá tích lũy nó phải tích lũy quanh vùng này đấy tích lũy quanh vùng này tầm 5 đến 7 phiên đấy mà thể hiện một cổ phiếu khỏe còn nếu mà nó đánh xuống dưới cái vùng mà tầm vùng 24 thì tôi nghĩ là không phải khỏe đâu đã đánh thế thì lại không, phải khỏe có khi là nó đánh rung rú lúc đến nó mà xuống vùng hai có tích lũy vùng đó một vài phiên nó có khi lại về đúng cái vùng hỗ trợ về đúng vùng hỗ trợ luôn đấy không phải đơn giản đâu mọi người nếu mà nó tích lũy kiểu mà đánh xuống cái vùng 24 mà nó mới tích lũy xong nó có khi lại tạo cái mẫu hình mà đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và về đúng cái vùng hỗ trợ cũ như là cái vùng mà tầm 10, 17, 18 đấy đấy cho nên là các bạn phải cẩn trọng xét mình nếu mà cái mẫu hình mà đánh xuống cái vùng 24 bắt đầu là hồi lên thì các bạn phải tranh thủ các bạn bán ngay đấy lúc đấy thì không phải cổ phiếu khỏe đâu đấy BVC nhá kịch bản đấy ngắn trung hạn thì tôi cho mọi người sẵn các bạn xem lại video ngày ngày 15 tháng 3 nhá đấy cho các các, các, bạn kịch bản thôi à, hôm nay có BVT nhỉ BVT tăng tốt BVT tăng khá là ổn Đấy, BVT hôm nay lấy được mười hai mươi hôm nay dòng tiền tốt khối ngoại rất là thích còn BVT xét về yếu tố chung và dài hạn BVT rất là tất nhiên là rất là ổn bởi vì nó là hưởng lợi nhá nó là báo cả tài chính thì chắc chắn là sẽ tốt Báo cáo tài chính là quý 1 con BVT thì chắc chắn sẽ tốt. Đấy, BVT vận ừ, tải dầu khí chắc chắn sẽ tốt. Ok, BVT xong dòng dầu khí nhá, sang dòng đạm đi. Dòng đạm thì có phân tích với một người rất là ký rồi những cái giai đoạn mà các bạn xem lúc lúc mà cùng chiếu nhiều bạn hỏi là anh ơi có mua dòng đạm được không? Nhưng có bảo mọi người là không sợ là nó sẽ tăng mãi được đâu, nó sẽ phải test lại về vùng cũ. Bây giờ thì các bạn thao các bạn mua. Nhưng mà dòng tiền mà đánh bán mạnh như này thì các bạn phải cân nhắc các bạn đợi thêm dòng ví dụ mà nó bán xuống dòng tiền mà ít ít một chút thì cũng không sao nếu bán với dòng tiền nhiều như này các bạn phải cẩn trọng chưa tham gia vội đâu như là bán mạnh như này lượng người mua người bán nhiều nhưng mà cá nhớ nó thoát ra khá cho nên cũng phải theo dõi thêm lớp gáp này lấp oh, lớp gáp này nó lại đánh lình xình lình xình nó về về về, vùng dưới là cũng rời hơi cho nên phải theo dõi thật kỹ nhá nếu xem có tầm hai ba phiên tới như thế nào chứ nó lại đánh như kiểu giai đoạn của con liên việt này thì chết dở nhá đánh đánh giống liên việt nó về lớp gáp này. này anh liên Việt mà lòng ra lòng gió ông tét test lên trên vùng này xong ông tiếp tục ông cắm mỏ siết dở luôn cho nên nói chung là dòng đạm thì nó cũng là hưởng lợi nhưng mà xét về yếu tố mà chung và dài hạn chung và dài hạn thì tôi nghĩ là dòng dầu khí nó vẫn 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 là hưởng lợi hơn dòng đạm dòng đạm thì nó hay có có yếu tố mà sợ nhà nước nó bình ổn giá không à, bình ổn giá để mà phát triển nông nghiệp các thứ thì cũng rất là nó ảnh hưởng đến vấn đề nông nghiệp mà giá dầu thì cũng được bình ổn nhưng mà các bạn phải hiểu là giá dầu là kiểm soát nó ra được không? không kiểm soát được đâu. Bây giờ đang đánh, bây giờ có đang ra dự dự thảo gọi là uh, gì? gọi là không cho dầu vào, à, gọi là không là thuế giảm thuế tiêu, tiêu thụ đặc biệt đấy đúng không? giảm thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng mà dòng dầu thì hay đánh theo giá dầu thế giới. Mà giá dầu thế giới thì các bạn xem bên nga bị cấm vận hết rồi, không? nga bị cấm vận như vậy rồi, mỹ nó tăng lệnh trừng phạt như vậy thì không thể là một sớm một chiều nó hủy cái lệnh trừng phạt ấy đi được. Đấy, khi mà bây giờ nó ảnh hưởng vẫn đi trung quốc thôi à, trung quốc bây giờ nó đang zero covid và khi mà nó mở ra rồi cái đất nước tỷ dân nó mở ra thì giá dầu lại lại lên Đấy, kiểu như vậy mà kể cả giá dầu không lên thì nó vẫn còn cái cái báo cáo tài chính nữa dcm báo cáo tài chính tôi nghĩ quý 1 cũng đẹp Đúng không? nhưng mà các bạn chọn điểm mua thật là tốt theo dõi thật là kỹ bởi vì cái mẫu hình dòng tiền này là cái dòng tiền này tôi không thích được lắm không thích lắm bán mạnh quá bán vào khối lượng thoát ra thế này thì phải theo dõi là kỹ mọi người nhé DCM, DBM vậy DBM thì các bạn có thể cân nhắc hơn DBM thì nó là bất đỉnh Đúng không? Bất đỉnh thì các bạn có thể cân nhắc hơn nhé DCM DCM, DBM đẹp hơn DCM DBM đẹp hơn nhé Ok, lát thì uh, lá thì hơi yếu Bởi vì là ông này là ông còn chưa bất đỉnh Đúng không? Thì Ông tạo cái mô hình hai đỉnh này. Mô hình hai đỉnh đi xuống Có khi là uh, nếu mà dòng đạm nó hồi lên được một chút Thì có khi ông tạo cái mô hình ba đỉnh Và cái tên ông cắm mỏ xuống là rất là dở Cho nên nếu mà các bạn ưu tiên các bạn đầu tư Thì có thể là các bạn cân nhắc dòng uh, Con uh, DBM Hoặc DCM nhá. Còn con lát thì uh, tôi đánh giá là hơi yếu nhá, Hơi yếu Ok uh, Sang dòng nào Dòng than đúng không Dòng than thì giá than đang rất là tốt Nhưng mà cũng phải chọn điểm mua thật là tốt chọn điểm mua thật là tốt Hôm này mà tích lũy tầm hai phiên hai ba phiên mà mà nó lên được cái vùng mà tầm hai mốt nó lên quanh quanh ví dụ con nbc tích lũy vùng 21 thì thì các bạn có thể tham gia các bạn mua một chút cũng được các bạn đánh nhịp sóng hồi các bạn xem này khi mà gặp vùng kháng cự mạnh là tuyệt đối không nên mua rồi nhắn nhắn rất là nhiều và mọi người chia sẻ rất là nhiều lần trên này rồi gặp kháng cự mạnh là không được mua đã lỡ một cơn sóng rồi thì coi như là bỏ mình phải mua ở vùng nền còn lên lên tận trên này rồi thì các bạn đòi mua thì chết dở ngay mà dưới cái giai đoạn này nói thế rồi nhưng mà tiếc không? rất là tiếc còn BVS cứ nhìn lại còn BVS tiếc mọi người 40 đấy 43 phần tiếc quá không nghĩ là loại yếu như này nó đánh kiểu mà cổ phiếu yếu ấy, đúng không? đánh đánh kiểu mẫu hình cổ phiếu yếu nó không lên test vùng mà 3 uh, 38 40 vùng đó để cho mình bán nó giảm một lèo luôn đánh thể hiện cổ phiếu yếu. BVS cũng rất là tiếc đấy, chứ mình hơn 40% cơ mà, 43%. Đánh trong một thời gian rất là ngắn được 43%, rồi bây giờ được có 20% thôi. BVS ok. À, sang sang dòng sang dòng vật liệu đi, HT1. HT1 dòng duy măng ổn, những cái mẫu hình nến đảo chiều này thì nên nên búa rung rũ này thì ngày mai phải tăng ngày mai ít nhất phải tăng từ giá tham chiếu trở lên ít nhất là phải xanh điểm đi thì mới ổn còn ngày mai không xanh xanh điểm thì rất là dễ có thể test lại loại về vùng hỗ trợ này tích lũy lại đúng không? có thể về về vùng hỗ trợ tích lũy lại nếu mà về vùng hỗ trợ tích lũy lại thì lại ngon đúng không? Nếu về vùng hỗ trợ tích lũy lại thì các bạn xem một hai phiên tới thì nó đánh ổn ổn thêm một phiên dòng tiền nữa vào là mình mua thôi. BCC hay nến gọi là nến, nến uh, rũ trên đỉnh ấy. mẫu hình dòng tiền dòng uh, xi măng thì vẫn chưa có gì vi phạm mọi người đang ổn Nhưng ngày mai mà tăng thì đúng bài mà tăng tăng bất đỉnh ấy. đấy với con hôm này ngày mai mà tăng tăng điểm thì bắt đầu là rung rú tích lũy xong là cái nhịp này là nhịp có thể là nhịp đất đỉnh hoặc là test cái vùng đỉnh cũ test vùng mà 12 đấy vùng 11 80 đấy test vùng đỉnh cũ tạo cái mẫu hình có cốc rồi cốc tích, cốc rồi bây giờ là tích lũy mà tích lũy nhanh nói chung là tầm 2 phiên tới là phải ông phải tăng luôn hai phiên tới mà không tăng mà lại cứ lom do lom do thì nhiều khả năng là có khi lại về test lại vùng về hỗ trợ cũ đấy nhiều hôm đánh như này là khá là ổn dòng tiền tốt mẫu hình tốt đạo cốc tay cầm rất là đẹp cốc tay cầm hôm ok sang dòng um, dầu khí rồi banh đi nha, tay cầm banh tay cầm banh tay cầm banh. banh thì vẫn là mẫu hình ba ba đáy nâng lên nhưng vẫn chưa vi phạm gì nhưng mà yếu quá mọi người dòng tiền nó không tham gia con này phải tích lũy dài hơn đấy ông này phải bowling dơ ông bo dài dài ra chứ tết con banh như này thì yếu không đẹp đẹp thì phải như con ocb để nhìn nó có vẻ là ngon ngon hơn ocb này ngon hơn mô hình ba đáy nó rất là rõ ràng Đấy, biểu hiện dòng tiền thì khá là ổn nó đánh ví dụ đánh vượt lên trên vùng vùng mà tầm 27 xong rồi test lại một nhịp nữa thì đấy đến những cái nhịp mà mọi người có thể lấy vị thế. Đúng không? Có đánh mạnh thì các bạn phải theo dõi kỹ về vấn đề dòng tiền. MSB này, cũng đang có những cái nền test cung rất là đẹp mới sb dòng banh thì hôm nay có con bid bid hôm nay tăng tốt dòng tiền ổn nhưng mà tôi nghĩ điểm mua cũng chưa ổn bid ưu tiên các bạn nào có thịt lắm thôi để mua vẫn chưa đạt chưa đạt cái form của tôi stb giai đoạn này khối ngoại cũng có khá là nhiều banh ấy, đúng không? khối ngoại có ctg này stb hd banh này có rất là nhiều banh ừ. ok nói chung dòng banh các bạn cũng giữ được nhưng mà tôi nghĩ kịch bản của tạo lập là hướng hướng cho nhà đầu tư sang dòng mấy cái dòng banh dòng chỉ trạc. xong cuối cùng nó lại quay lại bất động sản là một đầu tư công là hai dầu là ba đấy nghĩ quanh đi quẩn lại nhưng mà dòng mà tăng mạnh của thị trường nó vẫn là đầu tư công này. Ờ, trong năm nay ấy, tôi nghĩ là dòng đầu tư công này bất động sản này, dầu khí còn banh thì thỉnh thoảng nó có một nhịp con con thôi một nhịp khoảng tầm 10-15% thôi chứ còn đâu để mà banh ấy. Thì nếu mà vào trận khỏe thì thì tôi cũng có để ý một vài mã nhưng mà um, banh để mà vào được cái trận to mà biên lợi nhuận lớn thì hơi khó biên lợi nhuận lớn năm trong năm nay thì tôi nghĩ là dầu khí là một này dòng đầu tư công là hai đầu tư công bất động sản đấy, xoay quanh những ông đó đấy, đầu tư công có vật liệu trong xây dựng ok đây là banh thép thì nó hưởng lợi nhưng mà hưởng lợi nhưng mà nó đang nhưng mà phải rung rũ thêm bởi vì đồng thép nó kháng cự nó dày quá mọi người nhưng mà HBG này, cổ phiếu nó mang tính quốc dân rất là cao nhưng mà HBG này nếu mà mẫu hình dòng tiền đẹp thì các bạn có thể tham khảo thêm bộ môn chứng quyền của nó các bạn có thể tham gia các bạn đánh ở ừ. đồng ừ. thép thì nó là tạo đáy rồi thì các bạn cứ cầm thôi các bạn cầm thôi nhưng mà HBG này thì tôi sẽ không cầm dài đâu nếu mà cứ những cái nhịp mà vùng 7 tháng 3 thì tôi chắc là tôi sẽ bán chứ tôi sẽ không cầm đâu. Cầm đâu, về những vùng kháng cự mạnh này tôi sẽ bán. phô FOMO gì, nó phiên tăng này. Phiên ngày mùng 3 tháng 3 tăng trần, rất là nhiều nhà đầu tư vào mua xong bây giờ bây giờ lại đang chôn vốn Khác gì còn con Techcombank đâu mà. Với các bạn nếu mà tham khảo thì các bạn có thể Đợi khi mà đợi con Nam Kim hoặc là con TVN. Nam Kim, TVN, TLH mà nó đánh đẹp hơn thì các bạn chọn những cổ phiếu như vậy. Nam Kim vẫn tạo mô hình vẫn là đỉnh sau thấp hơn đỉnh 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 trước này nói chung là cái nguyên tắc đầu tiên các bạn đầu tư cổ phiếu gặp vùng kháng cự mạnh là không được mua đấy, hỗ trợ mạnh thì không được bán thế thôi đấy những như vậy thì các bạn xem những cái vùng nào vùng hỗ trợ mạnh đấy về những vùng hỗ trợ mạnh thì mình phải đợi cho nó nhịp hồi hồi, à, đợi cho nhịp hồi hồi. Nam Kim, đây là vùng vùng đây là vùng đỉnh cũ của nó này, đỉnh cũ nó về gần vùng đỉnh cũ nó bắt đầu nó đánh lên, đó lúc này thì mình đang đầu tư dòng dầu mình cũng không có tham gia dòng thép dòng thép thì trong nhóm mua con tvn anh vũ cũng cho mọi người mua tvn hôm nay giảm 0,4% bây giờ mọi người vẫn đang lại đúng không? mua từ ngày 28 tháng 2 thì nhiều bạn lên trên này các bạn chốt lời rồi thì độ này cũng ít bạn hỏi tvn Nói trong nhóm thì có mua flc trong nhóm flc anh vũ cho mua 19, 11 1190 đúng không 1190 bây giờ được tầm 14 15% ngày mai thì các bạn có nhịp mà tăng tầm 4 5% các bạn tranh thủ các bạn chốt lời được nhé về kháng cự của nó rất là mạnh Ở quanh cái vùng mà tầm 14-15 Cho nên là Nếu là ngày mai Mình tăng được 4-25% Thì các bạn Tôi nghĩ các bạn Có thể tranh thủ các bạn Chốt lời FLC nhá. Nó xử lý cả lâu lắm rồi Xử lý cả lắm Cho nên tầm Tăng hơn 4% Là các bạn chốt lời được Trong nhóm thì có nhóm T cộng Cho các bạn mua uh, FLC thì khuyến nghị Nhóm chính rồi Đó Còn uh, trong nhóm T cộng Là mua con a AM, AMD AMD và AMD và và con HR à, ai mới vừa hôm nay về T3 cho mọi người chốt lời rồi tế cộng mà HR HR thì là về T cộng 4 cho chốt lời nốt à. đánh tế cộng là như vậy thôi mọi người đánh t cộng như vậy thôi mua nhanh bán nhanh chọn điểm mua điểm bán nhanh nó nó t cộng thì các bạn đam mê bộ môn <laughs> lướt lát thì các bạn tham gia cũng như mà biên lợi nhuận rất là lớn đấy HR biên lợi nhuận cũng khoảng được tầm 15% phần à, trăm 15% Ok, AR ừ, FLC FLC thì cái bản như vậy nhá Với quan điểm cá nhân của tôi thì ngày mai chắc tầm Lên tầm 4-5% thì các bạn tranh thủ các bạn chốt lời được Còn các bạn là cầm chung và dạ Thì mẫu hình dòng tiền nó chưa vi phạm gì Các bạn đợi cho nó xử lý cả thì các bạn đợi thôi Đấy là mỗi quyết định của mỗi người Đấy, đấy. AMD thì cũng cho chốt AMD cho chốt Thật ra thì Thật ra con này thì xét về yếu tố Mà mẫu hình của tôi có thấy cũng đẹp hơn FLC bởi vì là các bạn xem này, nó mà bứt được qua cái vùng mà 724 thì có thể là sẽ lên được cái vùng tầm 8 nhá, lên được vùng 8, vùng 8, vùng 9 đấy. đấy. Bởi vì là bây giờ nó đang đang ở vùng mà hỗ trợ rất cứng nhưng mà cái hôm nay tôi cho chốt lời 20 đi. Cho chốt lời. Ok, sang dòng um, banh thép rồi, trứng. Trứng thì là chỉ nhiệm vụ sóng hồi thôi mọi người nhé. Chứng, chứng tôi nghĩ là các bạn nên với SSI mà hồi được lên trên vùng mà vùng tầm 4 4 42 43 thì các bạn cân nhắc các bạn chốt lời à chốt đấy đi. Các bạn chuyển sang những cái dòng mà hưởng lợi hơn ví dụ còn dòng vật liệu tuần sau chẳng hạn. Dòng vật liệu HT1 BCC hay là rất là nhiều mã mà tôi nghĩ tuần sau có điểm mua xây dựng cũng rất là nhiều mã. Nếu dòng chứng khoán thì các bạn nên tôi nghĩ là những cái gì đây ví dụ hôm nay SSS mà hồi được lên trên vùng giá tầm 42 43 này các bạn có tranh thủ các bạn chốt đi, các bạn bán đi chuyển sang dòng khác cũng được. Và ngày mai là có phiên rũ như này, phiên rũ như này hy vọng ngày mai dòng chứng khoán phiên rũ mà từ nền này có thể là ngày mai nó tăng được tầm 1 2% nữa. Đúng, đấy là HSS. Dòng dòng chứng khoán là tăng giai đoạn, đoạn tích lũy mọi người nhé. Dòng chứng khoán là giai đoạn tích lũy rồi chứng khoán rồi banh chứng thép nói chung dòng dòng chứng khoán tích lũy các bạn đợi đi và rồi đạt thì tôi sẽ khuyến nghị mọi người tham gia dòng chứng khoán dòng chứng khoán trong năm 2022 vẫn tôi nghĩ là vẫn cũng, cũng có nhịp đan xen so với những cái dòng dầu khí dòng đầu tư công hóa chất hay là dòng bất động sản Đấy, dòng bất động sản thì tôi nghĩ là sẽ ổn hơn bất động sản nam long này đó. nam long đẹp này đó. nam long đang có dòng tiền rất là tốt các bạn có thể tiếp tục các bạn nắm giữ vào thậm chí là nó mà thành công cái vùng đỉnh này mà nó tích lũy một vài phiên quanh quanh vùng này các bạn có thể mua gia tăng cũng được đúng không? Nam long thì tất nhiên là các bạn có thể cân nhắc các bạn lấy vị thế nhé lấy vị thế thì những cái phiên mà những cái phiên mà con nam long này tôi cho mọi người lấy vị thế từ những vùng nền này rồi đúng không? vùng nền này thì bảo các bạn nếu mà các bạn thích có thể lấy vị thế con nam long rồi Năm long con này mang yếu tố chung và dài hạn mọi người nhé nam long mang yếu tố chung và dài hạn SSC sau quá thời, thời gian bị nó gọi là um, Brexit đấy nó, nó rơi xuống và có những hồi cũng khá là tốt tôi đánh giá khá là tốt đấy Nhưng hy vọng nó không tạo cái mô hình này uh, thì, thì kháng cự vùng này rất là mạnh cho nên là thời gian ngắn thì cũng khó khó có thể là mà hồi được thì kịch bản của con này thì mẫu hình của nó vẫn là mẫu hình uptrend mọi người nhé vẫn là mẫu hình VCB đây sau cao đây trước thì kịch bản đẹp nhất của nó là tạo cái mùng đáy một này đỉnh hai, đỉnh đáy hai này nó bắt đầu rung rũ một thời gian thì nếu mà có dòng tiền tốt hay là um, sóng ảnh tốt thì các bạn có thể tham gia SSC nhưng mà tôi nghĩ là các bạn chọn những cái dòng khác nó dòng khác bất động sản nhiều mã cũng đẹp hơn SSC SSC nó lên phải lên trên vùng mà, ví dụ mà các bạn mà khi mà đợi kiên nhẫn kiên nhẫn hẳn đó kiên nhẫn hẳn thì nó lên cái vùng mà tầm 78 mươi tám thì cái lúc đấy các bạn tham gia lại cũng được Chứ không được gì mà mình phải tham sao SSC, ok KBC KBC đó, Hôm nay hồi được 1,15% Tạo mô hình hai đáy này Tạo mô hình hai đáy Nhưng mà vẫn chưa đạt điểm mua Tiếp tục theo dõi Chưa tham gia vua bội. Lời cũng chưa được nhiều đâu Đấy các bạn như ví dụ FLC này, thì, cầm từ những cái vùng nền mà nó hồi rất là tốt mày rất là nhiều mã tăng đúng Tăng tốt Hôm nay có con thế giới số DGW Tăng trần Hôm nay bán lẻ tốt Bán lẻ tăng tốt FRT này Tăng tốt FRT tăng khỏe quá Con này đang vào cái nhìn phút rút của nó Đánh rất là Khỏe Tích lũy C nền 1 nền 1 nền 2 nền 3 nền C nền Đánh khỏe quá Đang vào nhìn nó rút nó Khác gì con hút đâu Không khác gì con hút cả Hút Hút hôm nay giảm 8,17% Sang đầu đầu tư công C4G Hút thì C4G thì vẫn ổn Đang tích lũy ở C nền Nếu con này về những vùng hỗ trợ này Thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể tham gia các bạn gom thêm Nếu mà thị trường chung tốt Mô hình dòng tiền C4G vẫn ổn Hút này thì Có thể là nó vẫn phải Đánh kiểu như này Dòng tiền nó tham gia ổn như này Thì nhiều khả năng Nó sẽ phải tạo đỉnh hai thôi Nếu mà yếu yếu thì về vùng 37 Mà khỏe hơn thì Ngày mai nó về vùng 4, 4, 4, 40 Xong nó hồi lên luôn đấy, khỏe thì ngày mai chắc là đầu phiên đỏ xong cuối phiên có gì xanh tiếp đấy đấy là kịch bản của con hút nhé nhưng mà hút là tạo đỉnh thôi hút tạo đỉnh rồi mọi người ạ hút này tạo đỉnh rồi thì tôi nghĩ là cái vùng kháng cự rất là mạnh ở vùng 48 nếu mà hồi được lên cái vùng mà quanh quanh vùng 47 thôi là các bạn tranh thủ các bạn bán nó đi nhá Thế là hút tạo đỉnh rồi mọi người tạo đỉnh không lên kỳ vọng quá nhiều hút c4g hhv HSV thì vẫn bình thường, vẫn ổn, chưa có gì vi phạm cả. Tiếp tục làm giữ đây vùng kháng cự, đây cặp vùng kháng cự là mình bán. Đúng không? Hoặc là mình bán hoặc là mình tiếp tục mình nắm giữ chung và dài hạn, chung và dài hạn mẫu hình của nó vẫn chưa có gì vi phạm, VCG cũng ổn nhá. Nói chung dòng đầu tư công tôi đánh giá đều vẫn ổn, VCG bộ giờ bỏ lại. Con này một trong những cái mã mà chắc là có khi mà có một phiên xác nhận dòng tiền, một vài phiên xác nhận dòng tiền các bạn tham gia được. KSB KSB chắc là về những đánh kiểu này thì có thể là sẽ về test lại vùng hỗ trợ này một chút. Gặp vùng kháng cự mạnh này, đó, phản ứng. Rất là nhiều cổ phiếu bây giờ sắp chuẩn bị gặp kháng cự mạnh nó phản ứng xử lý lâu, đó, xử lý lâu. Thì ngày mai là có thể cơ hội cho những cái nhịp sóng hồi của những cái cổ phiếu như kiểu dòng than hay dòng dầu khí, đó, có thể là dòng đạm, nó có thể là dòng đạm với những cái nhịp hồi kỹ thuật, đó, những cái nhịp hồi kỹ thuật của những cái dòng đó hôm nay những cái dòng iag cũng tăng này, dòng y tế cũng tốt, và iag tăng trần, iag mà bạn nào mà tranh thủ bắt ở những cái vùng tích lũy này thì cũng rất là ổn nhưng mà đánh con này đánh sốc quá, iag này, um, xem dòng du lịch thế AH thế h cũng tạo đỉnh hai rồi, à, tạo đỉnh hai đang phản ứng đỉnh đang tích lũy thêm, và là cầm thì vẫn chưa vi phạm gì, TH vtd, vtd vẫn ổn cũng là tạo đỉnh hai rồi nhưng mà đang dòng du lịch nó đang có những cái sóng thông tin nhưng mà cái chỉ báo là chỉ báo là các bạn lên tranh thủ các bạn chốt lời chuyển sang những cái mã mang tính an toàn hơn HVN có một phiên tech cung giảm 0,39% HVN này theo dõi thêm nói chung là dòng hưởng du lịch thì đang có những cái sóng thông tin tốt thì các bạn theo dõi thêm nếu mà có cái một phiên dòng tiền nữa ví dụ HVN thì chẳng hạn nếu mà nó bứt được lên cái vùng mà 2660 thì các bạn mua gia tăng nhé, mua tăng mua mới cũng được. Đây là HVN 2660 mươi sáu chứng thép, bất động sản, dầu khí rồi, bất động sản có Dg nó, Dg thì vẫn ổn tiếp tục nắm giữ, Dg sell, Dg sell thì vẫn đang ổn tiếp tục mọi người có thể nắm giữ được nhưng mà tôi cái dòng tiền của nó ví dụ con dòng tiền có sell này tôi không thích đâu nếu mà tích lũy lâu quá tích lũy lâu quá mà tích, tích lũy đi lên nhá. và đặc biệt là phải vượt qua cái vùng mà 74 thì mới gọi là ổn và an toàn còn nếu mà nó đánh từ 74 đánh xuống mà tích lũy quá lâu thì dễ nó gãy gãy nền rũ nhá. nó gãy nền rũ đấy mọi bởi vì dòng tiền của nó không được tốt cho lắm nó mà không 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 xu hướng mà bứt qua được cái vùng 74 là rất là nguy hiểm đây là vài lần test là không được này 73 này test vài lần nó không được cái vùng 74 là chết rồi rất là nguy hiểm này, trường hợp là nếu mà Thị trường chung nó không được tốt cho lắm là nhiều khả năng nó bị gãy, nền rũ nhé. nhá. Bollinger thì đang bo lại này. Bollinger bo lại thì thường thường là những cái sẽ xảy ra những cái biến động rất là lớn. Còn DG thì cũng phải vậy nhá. Tránh tạo mô hình à, đỉnh 1, đỉnh 2, đỉnh 3. Nhưng mà DG mà nó bứt lên được, vượt qua ở vùng mà tầm 97, 98 thì nhiều khả năng nó sẽ lên được cái vùng đỉnh cũ. Của nó. Đó, Bollinger bo lại thì mô hình dòng tiền rất là tốt. Đúng không? bất động sản thì nó cũng phân hóa bất động sản cũng phân hóa các bạn xem hôm nay mấy cái động bất động sản còn con con tăng tốt còn con con tăng tốt ví dụ HR, FLC các thứ đầu phiên HR sáng nay cho mọi người chốt lời hết HR 1180 biên lợi nhuận rất là lớn ok bánh chứng thép bất động sản dầu khí rồi à. các bạn muốn hỏi mã ngành nào các bạn bình luận phía dưới nhé xem VN30 xem một chút này FBT FBT FPT bình thường Cái này thì cho so những nhà đầu tư chung và giá hạn thôi Nha. Tôi nghĩ trong năm nay vẫn có giá 120 FPT MVKG mở với g ok hôm nay phái sinh thì hôm nay phái sinh thì có con gát bị đạp thôi hôm nay phái sinh là biến động không quá mạnh tôi nghĩ là không quá mạnh lắm mở ưu tiên nắm giữ thôi mua không phù hợp nữa mua dễ trôn vốn lắm người ạ thị trường có nhiều mã đẹp hơn mà mình có thể tìm được những cái dòng cái dòng vật liệu xây dựng đúng không? khi mà nếu mà có thị trường nó đỉnh chỉnh chẳng hạn thì mình sẽ chọn những cái dòng vật liệu xây dựng đầu tư công hoặc là hay là thậm chí là cái dòng dầu khí nó Chết khấu sâu chẳng hạn thì mình các bạn có thể chọn hay dòng đạm được đúng không? dầu khí đạm rồi bất động sản nó rất là nhiều mã đang đẹp dòng tiền tốt thì mình chọn những cổ phiếu đó có những cái cổ phiếu như kiểu msn này thì hay MVFG là những cái cổ phiếu mình nghĩ là mọi người không nên phù hợp để mọi người tham gia nữa đúng không? nó phục vụ bây giờ phục vụ điều tiết chỉ số thôi mọi người Vic thì đang tích lũy, à, Vic mà đang tích lũy mà tạo cái mẫu hình tốt tốt thì các bạn có thể thêm cân nhắc thêm bộ môn chứng quyền nó. Vic là biểu hiện tạo đáy rồi, à, lên rũ tạo đáy. Chắc cũng có một vài phiên nó sẽ lên test cái vùng đỉnh à, vùng kháng cự mạnh này thôi. Ok, đấy là Vic. Vic và VHM là đa phần là bây giờ là những cái dòng mà giữ nhịp cho thị trường. VHM tăng hôm nay tăng được 7580 này không? 7 năm phiên rũ Phiên rũ như này thường thường ngày mai là sẽ tăng được tầm tầm 1 2% đấy nhá. VNM thường thường ngày mai nó sẽ tăng đấy nhá. VNM. Uh, KDH KDH uh, KDH thì vẫn là mẫu hình VCB chung trung hạn đánh chung và dài hạn nhưng mà cái giai đoạn mà nước rút của nó, nó qua rồi mà bây giờ vùng những cái vùng này chính là vùng kháng cự rất là mạnh của nó, không? Kháng cự rất là mạnh của nó, cho nên mình những cái cổ phiếu như này thì mình không tham gia, không nên tham gia nó chưa đạt được mẫu hình và dòng tiền tốt tb uh, bank tb bank tb uh, bank thì theo dõi thêm không đẹp lắm ctg ctg cũng vậy nha. ctg và nói chung dòng bank thì các bạn cho vào list theo dõi đi cho vào list theo dõi đi chắc nó một thời thời gian tới là bắt đầu tích lũy xong thì bắt đầu bank có những nhịp đan sen ấy. ông uh, BB bank này thì các bạn đợi hẳn khi mà nó lên được cái vùng 38 thì lúc đấy thì các bạn cân nhắc các bạn mua nhá vì Bank. vì banh banh thì tôi thấy có OCB oh, OCB tạo mẫu hình khá là ổn và đẹp Bank, chứng thép dầu khí đầu tư công ok các bạn muốn hỏi mã ngành nào các bạn bình luận phía dưới nhá banh chứng thép dầu khí bất động sản rồi đầu tư công rồi cảng biển, đúng không? cảng biển rất là nhiều mã ngành các bạn muốn hỏi mã ngành nào các bạn thấy đẹp hay là thấy thích thì các bạn hỏi dl1shi rất là nhiều mã ngành trên thị trường các bạn có thể hỏi thì tôi có gì tôi sẽ cho những cái khuyến nghị ở phần dưới bình luận hoặc là buổi tối hoặc sáng ngày mai tôi sẽ cho mọi người khuyến nghị nhé mọi người nhé còn tôi nghĩ điểm mua điểm mua thì các bạn đợi sang tuần sau tuần sau tôi rất là nhiều mã tôi nghĩ có điểm mua đấy. HAH thì vẫn đang thể hiện khá là khỏe hôm nay giảm có 0,32% thể hiện rất là khỏe so với dòng cả nói chung Đấy, SKB. tuần sau tôi nghĩ nhiều 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 mã có điểm mua đẹp đấy tuần sau ừ. còn thị trường chung mà cũng có, cũng có trường hợp là thị trường chung ngày mai nó điều chỉnh đúng không ngày mai thị trường chung điều chỉnh thì nó sẽ tạo cái mô hình gọi là hai đáy nó tuần sau tạo cái mô hình hai đáy đi lên đấy, thì sẽ ok hơn có, có khi ngày mai nó tăng mạnh như sao thị trường Việt Nam nó hay đi sau thị trường chung thế giới một một phiên. Thì hôm qua thị trường chung thế giới tăng rất là mạnh. Không, à, Mỹ rồi Đức, Anh, Pháp rồi thị trường đặc biệt thị trường châu Á như con sen tăng đến 14 15%, 16%, không, sen tăng rất là mạnh thì có thể là thị trường mình nó sẽ đi sau một nhịp. Có thể ngày mai tăng. À, mai tăng. Nhưng tăng thì vùng kháng cự này vẫn là vùng kháng cự rất là mạnh của nó thì cũng cần thời gian xử lý. Tôi cũng chả cần thị trường tăng quá mạnh đâu thị trường nó chỉ cần uh, tích lũy đi ngang là được không phá cái mẫu hình VCB uh, tăng tăng điểm là được không thủng vẫn cái vùng 1424 là được Ok các bạn muốn muốn tham gia dung khuyến nghị hay phân tích thị trường trong phiên thì các bạn lì xì từ 2 triệu trở lên còn các bạn là muốn tham gia dung khóa học hay là phân tích uh, thị trường trong phiên các dung khuyến nghị phân tích dòng tiền phân tích kỹ thuật thì các bạn lì xì từ 5 triệu trở lên nhá Ok các bạn muốn hỏi mã ngành nào các bạn bình luận phía dưới nhá rất là nhiều dòng ý, hóa chất cũng rất là nhiều dòng vật liệu xây dựng cảng biển ừ, động xây dựng. Ừ. Kim loại. Đấy, mấy cái mã mà đang hưởng lợi ở sóng thông tin ví dụ BC1 này chẳng hạn. Đấy, BC1 chẳng hạn đấy nó hưởng lợi cái sóng thông tin, đấy. sóng thông tin nó giảm rất là nhanh. Cái con này về những nhịp về test vùng hỗ trợ. Khi mà những nhà đầu tư mà FOMO người ta đu đu bám nhiều thì ra nó đánh. Cái giai đoạn này thị trường nó cứ uh, lên lên xuống xuống như thị trường kangaroo. Đó. thị trường kangaroo thì cứ lên xuống lên xuống cho đến thành ra mà cái giai đoạn này mà ăn Uh, nhanh rút nhanh chứ không phải giai đoạn mà gồng lời như cái năm ngoái nữa. 2021 thì nó khi mà cổ phiếu nó vào sóng ví dụ là dòng dầu khí giai đoạn vừa rồi mà nó vào vào sóng sóng thông tin nó như vậy mà không đánh được như cái dòng bất động sản thì cũng hơi đáng tiếc. Đúng không ít nhiều năm ngoái các bạn xem năm 2021 Những cái sóng của nó rất là lớn sóng vật liệu xây dựng sóng đầu tư công sóng bất động sản nó tăng đến cả trăm phần trăm, tăng cả trăm phần trăm. À, dầu dầu khí thì có được con BVC thì tăng trăm phần trăm, còn mấy ông BVD, BR, OI thậm chí kể cả BVS thì cũng không tăng được bao nhiêu. Đó. Mà mặc dù sóng thông tin như vậy, đó, sóng thông tin như vậy mà tăng được bao nhiêu? OK, à, hôm nay phân tích vậy đi.